Đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi về chi tiết tầm 1 sản phẩm mình nha bạn. Ô đặt cái mùi tươi còn nhẹn thế. Biết đâu mùi từ người mùi cái hai mươi dân các bạn tổng hợp đã được 6 cái nhau mà mùi là 2 ký hầu như mấy ông này chéo được gì mẹ ai cũng phải sửa cho một xong nha các bạn. Như vậy giờ kết thúc các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là
phòng làm việc của mình là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé bạn. Anh cứ sáng dậy đi chăng là cứ lười, tôi vẫn lười sáng nhỏ. Em không có thời gian, bận ngủ quá, không có thời gian ăn sáng. Rồi, tối lại phải lên kia làm. Giờ mẹ thấy Facebook lắm được cưới thế. Nhau cười. Toàn bạn ông với bạn ngoài. Đấy. Toàn bạn của anh với bạn ngoài. Thế bạn này cũng buồn tả. Nói trên Facebook cơ. Trên Facebook kiểu cái bạn không muốn cưới. Anh cơm học hỏi nghe cưới luôn nè. Thôi. Ai sợ đi về. Chán.